tiên là cái cách đơn giản nhất thì cái này á, thì thường là những người chơi theo kiểu sưu tầm sẽ không làm, đó chính là mua vàng. Bởi vì thực sự là vàng mình rất là cần. Nếu mà mọi người mà chơi theo kiểu sưu tầm á thì có thể để dành ngọc để mua bùa, nhưng mà thực sự á mọi người đã có con cò ngay từ lúc đầu rồi, mọi người cố quay cho nhiều thì cũng không thể nuôi hết được. Nếu mà mọi người chơi kiểu cày cuốc á thì không cần phải quay nhiều làm gì, chỉ cần có đủ tài nguyên để nuôi dần dần về sau thôi. Còn ai mà chơi theo kiểu mà sưu tầm á thì ok, cứ mua bùa thôi. Ok, chào thì thì nếu mà mọi người mà dùng một tích được 1.000 ngọc á thì mà mua được có thể được 1.200.000 xu, thì ở đây là người có thể là tiết kiệm được tới 200.000. Nhưng mà đây là tất nhiên là đây chỉ là cái cách tốn tiền thôi, thì cái này là chỉ là cân nhắc khi mà mọi người có ngọc thôi. Bây giờ mình sẽ nói những cái cách khác. Cái con này Tetsuo hay gì đó, con này khi mà mọi người thức tỉnh nó sẽ unlock được cái chiêu nội tạng. Khi bị đánh á, thì có 40% cộng chính xác hiệu ứng, giảm 20% công và thắng trận được thêm 8% xu. 8% này thì thực sự là có vẻ là không đáng kể, nhưng mà nói chung là tích tiểu thành đại thôi. Giả sử bây giờ mọi người đi đánh cái con niên thú mà được 10.000 vàng, đem con này vô thì sẽ được 800 nữa. Nói chung là không không nhiều, nhưng mà tích tiểu thành đại thôi, coi như là bù lỗ cái số ngự 3 sao mà mua với 600 hồi đầu. Con này thì tất nhiên là nó chỉ là bỏ vô cho có để tăng xu thôi. Nên mọi người có thể cho nó đeo mấy cái ngự hỏa linh này. Và nói chung là người tốt nhất là cũng đem một con đam vào cho người ta chứ không mắc công bị chửi nữa. Đó thì có con này trong cái đội hình là một. Rồi những cái nơi nào để đi lấy vàng xu, thôi gọi là vàng đi, gọi xu nghe khó chịu quá, gọi là vàng đi. Niên thú nè, thủy quái nè, quái xu nè, nhưng mà mình thấy là niên thú với thủy quái nó nhiều hơn á. Và đặc biệt đó là mọi người nên chọn cái level cao mà đánh, level càng cao thì càng nhiều vàng. Nhưng mà tất nhiên là mọi người cũng phải có một đại thần gánh mình mới được. Bây giờ mình sẽ đi thử, sẽ đi niên thú đi, chưa ai hết vậy. Niên thú với thủy quái đi level càng cao thì sẽ càng được nhiều vàng, nhưng mà người đi cùng mình cũng phải mạnh mạnh một tí mới được, chứ nếu không mình vô làm tạ cho người ta thì mất công người ta chửi nữa. Hiện tại ok, mình sẽ đi chủ phòng này, như level 30 không cao lắm nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Chủ phòng level 30 đó, bây giờ mình sẽ thay cái con vàng đó vào. Tại vì cái đam của mình cũng khá là ổn rồi đó, nên mình mới dám bỏ cái này vào, chứ nếu đam yếu mình cũng không bỏ đâu. Tại đam con cò mình cũng đủ để kết thúc cái con niên thú này, nên mới dám bỏ cái con tăng vàng vào. Cái con Tetsuo này thì nên đeo thêm cái ngự hỏa linh để giúp thêm mana cho người ta. Đó, xong rồi. Ở đây là được tăng thêm 775 nè, 775 này là khoảng 8% của 10.000. Người thấy ở đó 775.
Nói chung là không nhiều nhưng mà tích tiểu thành đại thôi. Hoặc là trong lúc mọi người đang làm cái nhiệm vụ truy truy nã ấy á, thì mọi người bỏ thêm cái con vàng đó lấy thêm được vài chục. Nghe thì có vẻ là hơi bé xíu nhưng mà nói chung là kiểu năng nhặt chặt bị. Thì đó. Đó, ba nơi cái vàng trong đây là một, tiếp theo á là về cái búp vàng. Thực sự là ở các server khác nó đã trong một số sự kiện nó có cho sẵn mọi người búp vàng nhưng mà không biết Garena nó có cho hay không. Mình nghĩ là chắc chờ Garena cho thì chắc đến mùa Tết quá. À bây giờ đang Tết rồi mà. Thì ở một cái số server khác á, nó sẽ cho mọi người cái búp này. Tăng 100% xu. Tăng 100% vàng. Ở một cái server khác là cho free luôn. Còn ở đây thì mọi người có thể là cân nhắc mua với giá 12 ngọc. Không cũng được. Khi mà có 100% xu rồi thì đâu đi đâu là ngon nhất? Đi đây. Khi mọi người mà có 100% búp xu rồi đó thì đi phá kết giới hội là ngon nhất. Phá kết giới hội là một trận cho mọi người, theo mình nhớ không nhầm á, thì cho là 1.500 vàng. Nếu mọi người có búp 100% xu nữa là 3.000 vàng. Đánh 10 trận là được 30.000 vàng. Đánh cả 3 gui 1, 2, 3 là được khoảng 90.000 vàng. Cứ cho là 100.000 vàng đi. Như vậy là chỉ với một lượt đánh hội là mọi người sẽ được 100.000 vàng. Nhưng mà đấy là trong cái điều kiện mà mọi người có búp 100% vàng. Thì ở các server khác thì nó cho free á. Garena không biết nó có cho hay không. Không không cho thì nếu mà ai mà có điều kiện thì có thể là mua. Đó. Thì cái nơi này á là nơi được nhiều vàng nhất. Hoặc là không á thì mọi người có thể là đi đánh cái chương nào nó càng cao càng tốt. Rồi chọn con quái nào có cái đồng vàng rồi bật búp mà bay vào đánh. Rồi có những cách kiếm vàng khác nữa. Thì nãy giờ mình đã nói về những cái địa điểm để kiếm vàng, búp để kiếm vàng, con quái tăng búp vàng. Bây giờ mình sẽ nói đến một số cách kiếm vàng khác nữa. Cái chợ chiến này nè. Khi mà mọi người mà chợ chiến được đủ 10 lần đó, thì nó sẽ cho 10.000 vàng. Chợ chiến được 20 lần thì nó sẽ cho 10.000 vàng và một con Daruma đỏ. Vậy là mọi người khi mà chợ chiến đánh nhau đủ 20 lần á thì mỗi bên sẽ nhận được tổng cộng là 20.000 vàng. Đây là một con số là khá là ổn á. Đó. Thì đó mọi người nên tận dụng cái chợ chiến này. Ở đây thì mình đã đánh hết rồi, 6 cộng 7 22 21 lần gì đó. Rồi còn một nơi khác để lấy vàng nữa. Đó là cái thời khắc đối đầu này. Khi mà mọi người đánh một con bot ở đây đó, thì mọi người có thể bấm bấm một cái phần có khi mọi người chọn vô đó, thì sẽ có cái nút là gọi hội với gọi bạn bè, thì mọi người hãy kiếm ai đó mạnh mạnh vô để gánh mình. Khi mà đánh xong một con bot đó, thì mọi người sẽ thưởng được hơn 20.000 vàng. Bây giờ giả sử là mọi người không có búp vàng đi chăng nữa thì nhờ cái trận chiến với con boss này thì một ngày mọi người đã kiếm được 40.000 vàng rồi. Rồi cộng thêm linh tinh cái này. Rồi đánh phá kết giới hội nữa thì rồi trong một ngày cũng có thể là khoảng được 100.000 vàng đó. Nó vàng mình nói chung là không nhiều nhưng mà lúc nào cũng vài trăm đó. Thì đó là những cái cách kiếm vàng
Nhớ xem là còn cái gì nữa không? Thế là mình sẽ tạo một cái nốt ra để ghi lại cho nó dễ ha. Chợ chiến à. Chợ chiến là 20.000. Quỷ vương. Cộng 20.000 vàng đó. Niên thú. Thủy quái. Su đó. Thì cái này là nếu mà mọi người đánh level cao á thì chắc là cũng được khoảng gần có thể là 15.000 vàng. Có thể là 10 khoảng là có thể là khoảng 20 15 đến 20 hay sao. Tùy level. Phá kết giới hội. Bây giờ giả sử là không có búp thì là 1.000 năm một trận. Tất nhiên là không phải trận nào cũng được vàng cả, nhưng mà mình cứ tính chung chung đi. 1.000 năm một trận là 10 trận là 15.000. 30, 45.000. Phá kết hội điều kiện lý tưởng. Điều kiện lý tưởng là cộng 45.000 vàng. Là đó là còn chưa tính cái truy. Quét truy cộng với vớ vẩn. Nghĩ là chắc là khoảng được khoảng 30 đi. Hay là 40 gì đó cũng. 60 đi cho nó. Nãy giờ là chúng đó, nãy giờ chúng ta có khoảng là 100.000, 145.000 khoảng có một. Đó. Thì đó là trong cái điều kiện lý tưởng là mọi người sẽ có cái kiểu như là số vàng như vậy. Nếu mà có búp ấy, thì mọi người sẽ được khoảng bao nhiêu nữa. Phá kết giới hội là khoảng 100.000 này. Đó. Thì đó là mình nghĩ là chắc là cũng tạm đầy đủ rồi đó. Thì nó kết thúc cái chương về vàng ở đây. Ok. Làm sao để xóa bớt bạn bè hả? Thì em có thể nhấn vào đây nè. Chọn đại. Đó, xóa bạn bè ở đây nè. Nhấp vào Ava cái đó xong rồi chọn nhân xóa bạn bè. À quên nữa. Vàng thì mọi người có thể là tất nhiên là ghép phút nữa.
food vàng thì cái này không phải lúc nào cũng ra. Food vàng thì hên xui thôi. Nếu giả sử mọi người có một cái cục vàng 4 sao thì không biết là sẽ bao nhiêu. 4 sao thì 6.000, hình như là 120.000 vàng thì phải. Đó. Đó là tổng hợp các cách để kiếm vàng. À quên, tất nhiên là người có thể bán ngự nữa, nhưng mà cách này thì không được hay cho lắm. Bán ngự thì vô đây. Cống mèo nè. Nhưng mà giá rẻ lắm, không nên. Cống mèo hơi lỗ. Đó, sơ sơ là như vậy. Mình chợ chiến, quỷ vương, niên thú, thủy quái, xu, phá kết giới, hội, rồi ghép phút, cống mèo, rồi mang theo một cái con tăng vàng. Có búp vàng thì là tốt nhất. Búp vàng thì mình chưa bao giờ thử với niên thú và thủy quái cả, bởi vì mình có đâu mà thử. Nhưng mà nếu mà có thật á, thì một trận ví dụ như mọi người được 10.000 vàng, búp lên là được 20.000. Đó. Đó là sơ sơ về vàng. Có ai có câu hỏi gì khác không?